Chương một. Tạ cái kia khủng bố tám cái hoàng huynh. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com. Lập thần châm đã định giang hải, trúc trường thành lấy cự mang di, diệt lục quốc đã bình ổn thiên hạ, phế bách gia độc tôn hoàng quyền. Đây là đại càng hoàng triều nhân hoàng cơ hiên viên tứ đại công tích. Hiên viên vì là thị, cũng đại càng hoàng thất truyền thừa danh hào. Hoa hạ từ xưa tới nay, đều lấy họ vì là truyền thừa, tử theo cha họ, nhân đạo luân thường, chỉ có đại càng hoàng thất, lấy thị vì là truyền thừa. Phạm hoàng thất tử đệ, đều theo họ mẹ, nếu có thể đăng lâm nhân hoàng ngai vàng, thì lại đổi thị vị là hiên viên. Nguyên nhân chính là cái này thi lễ phương pháp, đại càng hoàng triều truyền thừa năm ngàn năm, mà không một họ độc tôn cục diện. Đương đại nhân hoàng cơ hiên viên làm hồng hoang khai ít tới nay, cái thứ nhất thống nhất trung nguyên địa khu đế vương, danh vọng không người có thể đụng, uy thế trấn áp tứ hải bác hoang truyền thuyết hắn trên người chịu cửu long khí vận, một thân tu vi võ đạo thông thiên triệt địa, mọc ra cửu tử, cũng có long vận gia thân, thiên phú dị bẩm, cao quý không tả nổi. Đại hoàng tử đế tân phong thọ vương, nhị hoàng tử cơ xương phong văn vương, tam hoàng tử doanh chính phong tần vương, tứ hoàng tử lưu triệt phong hán vương, ngũ hoàng tử dương quảng phong tùy vương. Lục hoàng tử Lý Thế Dân phong Đường Vương, Thất hoàng tử Triệu Khung Dận phong Tống Vương, Bác hoàng tử Chu Nguyên Chương phong Minh Vương, cửu hoàng tử dịp khinh trần chưa cập quan, tạm chưa phong vương. Hiên viên lịch năm năm. Thánh đô, càng không điện, nhân hoàng cơ hiên viên triệu tập chính tên hoàng tử, so sánh học vấn. Thiên hạ ngày nay tư thế, bất luận trong ngoài, phạm cường quốc chi phương pháp, đều có thể nói tới. Cơ hiên viên ngồi cao long ỷ khí thế bàn bạc nói. Thọ vương đế tân nói. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần cho rằng, ta đại càng nổi lo hoạn, không ở bên trong, mà ở ở ngoài. Hung nô, đột quyết, thổ cốc hồn, khiết đan, mông cổ, nữ chân, tây hạ, kim quốc, cao cú lệ chờ chút mang di quốc gia, xuất phạm biên cảnh, cướp ta đại càng bách tính, loạn ta đại càng giang sơn, quả thật hòa loạn căn nguyên vậy. Ồ! Cơ hiên viên trong mắt tinh quang lóe lên, gật đầu nói. Nói tiếp. Để tân cũng tới hứng thú, cao giọng nói những này tắc ngoại mang di thô bỉ cùng cực, trọng nam khinh nữ, chính là thê tử nữ nhi, cũng đều coi là hàng hóa, tùy ý vứt bỏ mua bán, không có chút nào lòng thuân hương tiếc ngọc. Ta đại càng chính là coi đây là cơ hội, nhất khiến tắc ngoại mang di hiến vào mỹ nữ, hay khiến vương công các quyền quý tiêu tốn của cải khổng lồ đi tái ngoại mua mỹ nữ, tam khiến biên giới thương lữ bên vực ta đại càng chi dồi dào, hấp dẫn tái ngoại nữ tử chủ động tới ném bốn khiến biên quân tướng sĩ tìm cơ hội cướp bóc biên giới bộ lạc nữ tử cơ hiên viên càng nghe sắc mặt càng hắc đến cuối cùng đều sắp biến thành than đen này cơ mờ nờ là ý định quỷ quái gì để tân lại không nhận ra được những này dương dương tự đắc nói như vậy bốn ra lệnh đi trong vòng 20 năm nhưng để biên giới nữ tử giảm mạnh cửu thành không gái thì không về sau đến lúc đó không cần chúng ta chinh phạt những cái mang gì quốc gia chính mình liền không có người hoang đường. Ta đại càng chính là lễ nghi chi ban, há có thể được này đê hèn thủ đoạn. Văn vương cơ xương quát mắng, sắc mặt như trọng tảo, hiển nhiên bị đế tân cho khí không nhẹ. Cơ hiên viên sắc mặt đã khôi phục bình thường, lạnh nhạt nói. Hưng thịnh, nói một chút ngươi xem phương pháp. Cơ xương bái nói. Nhi thần cho rằng, làm tu lễ nhạc giáo hóa thiên hạ. Lấy lễ đối với người thân phận tiến hành phân chia cùng xã hội quy tắc, cuối cùng hình thành đẳng cấp chế độ lấy nhạc có thể cảm hóa ảnh hưởng bách tính giảm bớt xã hội mâu thuẫn lượng phương pháp song song thì lại người người tuân theo lễ nói phân chức minh phép tắc dặn co dù cho triều đình nhỏ yếu còn có thể giữ lâu tần vương doanh chính cười lạnh nói nhị hoàng huynh lời ấy sai rồi cạnh tranh sinh tồn xưa nay đều là cường giả chế định quy tắc như nước yếu dân mạnh kết quả là sẽ là bách tính khởi nghĩa vũ trang đẩy ngã vô năng triều đình bởi vậy, nếu muốn khiến quốc gia an định, trước phải yếu dân, thu thiên hạ binh lính, phần thiên hạ chi thư, lấy ngu bình dân. Hán vương Lưu Triệt uy nghiêm nói. Cùng với yếu dân, không bằng cường binh, binh cường thì lại nước mạnh, bên trong điều khiển sơn hà, ở ngoài cướp mang di, minh phạm ta đại càng thiên uy người, xa đâu cũng giết. Tùy vương Dương Quảng nói. Nước chi thuế má, bảy thành bắt nguồn từ thương nhân, vì lẽ đó hưng quốc trước phải hưng thương lượng mà thương mậu nặng, ở chỗ giao thông, nếu có thể đào bới kinh hàng đại vận hà, thì lại Nam Bắc hiểu rõ, thương thuế tăng gấp đôi dễ như ăn cháo. Đường vương Lý Thế Dân nói, Cường quốc chi đạo, đầu tiên muốn làm đến nhìn rõ mọi việc, biết nghe lời phải. Lấy đồng làm gương, có thể chính áo mũ lấy lịch sử làm gương, có thể biết rõ hơn thay lấy làm người kính, có thể biết được mất. Tống Vương Triệu khung giận nói. Sĩ nông công thương, sĩ dẫn đầu nghiệp, vì lẽ đó sĩ mạnh thì lại nước mạnh. Triều đình nên phát triển khoa cử chế độ, học nhi ưu thì lại sĩ, không phải tiến sĩ cùng thứ người không thể không đẹp quan viên, như vậy người người dốc lòng cầu học, cường quốc có hy vọng. Minh Vương Chu Nguyên Chương nói, Từ xưa tới nay, trên chốn quan trường dưới tham mực thành phong trào, triều đình cứu trợ thiên tai chi tiền thuế, tầng tầng bóc lột, đến bách tính trong tay còn thừa không có mấy, vì lẽ đó cường quốc chi phương pháp, ứng làm trọng điển trị lại, ngày nào quan viên không tham ô, ngày nào thiên hạ thái bình. Cửu hoàng tử Diệp khinh Trần lặng lặng ngồi ở vị trí cuối, nghe một đám lão đại ở nơi đó bàn luận trên trời dưới biển, mặt mỉm cười, một bộ việc không liên quan đến mình gián dấp. Xuyên việc đến thế giới này đã hơn một tháng, Diệp khinh Trần cũng cơ bản hiểu rõ thế giới này tình huống. Đơn giản tới nói, đây là một cái tổng hợp hoa hạ trên dưới 5.000 năm thế giới, trên triều đình, bỉ kiền, thương ưỡng, phòng huyền linh, trương cư chính cùng tham ngộ quốc sự. Tướng quân phủ, văn trọng, bạch khởi, vệ thanh, nhạc phi. Trung tế nhất đường. Trong chốn giang hồ, chư tử bách gia, môn phái sang sát, chính đạo lấy từ hàng tịnh trai, thiếu lâm phái, võ đang phái dẫn đầu, ma đạo lấy thiên ma giáo, minh giáo, nhật nguyệt thần giáo làm đầu, lẫn nhau công phạt. Biên giới, hung nô, đột quyết, thổ cốc hồn, khiết đan, mông cổ, nữ chân, tây hạ, cao cú lệ các nước như mặt trời giữa trưa thời khắc đối với đại càng hoàng triều mắt nhìn chằm chằm nơi này có nhất kiếm tây lai thiên ngoại phi tiên bạch vân thành chủ dịp cô thành ở bắc hải chi tân cùng kiếm ma độc cô cầu bại quyết chiến một kiếm chặt đứt mười dặm thiên hà nơi này có nhật xuất đông phương duy ta bất bại mà giáo giáo chủ đông phương bất bại lấy nữ nhi trấn áp tam châu giang hồ hào hùng khiến vô số nam nhi trên mặt tối tăm nơi này có tam đại tông sư trung nguyên ngũ tuyệt, thập đại kiếm thần. Triều đình, quân đội, vừa nhét, giang hồ, khắp nơi cũng tràn ngập tranh phong. Trong hoàng tộc lại càng là dương cung bạc kiếm, vì là cướp đoạt thái tử chi vị dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Diệp khinh Trần tuy nhiên cũng là hoàng tử, nhưng không có giả tâm gì, đối mặt tám cái cường thế cùng cực hoàng huynh, hắn quả đoán quyết định, làm một cái ngồi ăn rồi chờ chết hàm ngư. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com linh trực tiếp ở phần mô tả